Xin chào các bạn, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy vô cho đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Và mọi người hãy ra vào nhóm Telegram để không bỏ lỡ những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh Telegram nhé. Cùng những cái dự án đang phân phối token mình có chia sẻ trên nhóm Telegram. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án đến từ Black Shiba Inu. Dự án này list trên sàn Hotbit mọi người nhé. Để tham gia dự án Aerod này thì mọi người cần vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ làm tất cả các tab nhiệm vụ trên mình. Ok, sau khi vào đây mọi người sẽ bấm bắt đầu mình. Rồi ở đây bấm Join Aerod. Ok. Tiếp theo bấm vào Join vào group Telegram. Bấm tham gia kênh, sau đó chat cho mình một từ. Ok. Rồi quay trở lại. Bây giờ mà bấm register được, Join vào kênh chân new nữa này. Bấm tham gia kênh này. Rồi quay trở lại. Bây giờ bấm register. Ở đây mọi người sẽ nhập mã captcha. Ở trên này nó sẽ có một cái chữ đó tương ứng ở dưới hình như này. Ở đây nó bài chiếc iPhone này, mình sẽ nhập điện thoại này. Rồi sau đó nhập địa chỉ email của mọi người vào. Ok. Địa chỉ ví ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví Binance Smart Chain hoặc địa chỉ ví ETH ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người nhé. Và copy địa chỉ ví sau đấy gửi vào Telegram thôi. Ok. Tiếp theo follow kênh Twitter. Like và retweet là kênh Twitter. Ở đây mọi người sẽ bấm theo dõi kênh Twitter cho mình nhé. Rồi. Sau đấy mọi người copy profile link kênh Twitter của mọi người. Sau đấy gửi vào Telegram. Ok, tiếp theo mở cái bài đăng này, mọi người retweet là bài đăng. Ở đây mọi người có thể gắn username hoặc là mọi người like này. Sau đấy retweet này. Cái comment cũng được nhé. Ok, sau đấy bấm tweet lại. Đồng thời bấm vào là chữ xem hoặc chữ view. Sao chép là link này. Sau đấy gửi vào Telegram. Ok. Nó hỏi mọi người join vào kênh channel này chưa? Mọi người join vào. Sau đấy bấm đôn. Rồi. Tiếp theo follow, like và retweet là cái liên kết. Mọi người sẽ mở lên. Mọi người tìm đến bài đăng dự án. Cái như bài đăng nào mọi người nhé. Vẫn thích này. Retweet là bài đăng này. Chắc là bài đăng này hay sao? Xem có bài đăng nào khác không. Ở đây bài đăng rồi nhá. Đây cái bài đăng của nó đây. Bấm thích này, retweet là bài đăng. Ok. Bây giờ quay trở lại bấm tôi đã follow nhá. Rồi. Ok. Và cuối cùng mọi người sẽ có một cái link red mọi người chia sẻ bạn bè người thân. Bấm về bấm my menu này. Sau đấy mọi người sẽ bấm my balance cho số dư nhá. Với dự án này mọi người sẽ nhận được là 2 đô token Shiba B mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video tầm mọi người. Hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.